Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cà chua là thực phẩm quen thuộc trong mọi gia đình và có thể giúp chế biến nhiều món ăn trở nên hấp dẫn, ngon mắt, ngon miệng hơn. Loại quả này có vị hơi chua và là một thực phẩm bổ dưỡng, giàu vitamin C và A, đặc biệt là giàu lycopene, tốt cho sức khỏe. Tuy dễ ăn, dễ chế biến lại tốt cho sức khỏe, nhưng có những thực phẩm mà bạn tuyệt đối không nên nấu cùng cà chua bởi có thể làm mất đi dưỡng chất hay thậm chí là ảnh hưởng tới sức khỏe. 1. Cà chua và cá như cá chép, cá trình, cá trích và cá khô. Món cá sốt cà chua hay món canh cá là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên, có một số loại cá thật sự không phù hợp để ăn cùng cà chua như cá chép, cá trích, v.v. Khi cà chua và những loại cá này được ăn cùng nhau, vitamin C trong cà chua sẽ giải phóng đồng từ cá. Điều này không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của protein trong cá mà còn tạo ra các chất axit tannic có thể kích thích sự hình thành niêm mạc dạ dày, gây khó tiêu, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa. 2. Cà chua và khoai lang. Cà chua và khoai lang là những loại rau phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hai loại rau quả này có thể sẽ gây ra một số triệu chứng không mong muốn nếu ăn cùng nhau, như hình thành sỏi, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. 3. Cà chua và dưa chuột. Cà chua thường được chế biến làm salad, do đó việc kết hợp với dưa chuột là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng một trong những món đại kỵ của cà chua chính là loại quả này. Lý do là dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic sẽ phát hỉ hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua có chứa số lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm này với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa chuột, khiến chúng chẳng còn bổ béo gì với sức khỏe. 4. Cà chua và cà rốt. Một số gia đình có thói quen hầm cà rốt cùng cà chua, nhưng đây cũng không phải là sáng tạo hay ho. Vì cà rốt chứa enzyme phân hủy vitamin C có trong cà chua, đồng thời khi dùng chung hai loại thực phẩm này sẽ làm giảm các thành phần dinh dưỡng của nhau, không tốt như bạn nghĩ. 5. Cà chua và gan heo. Đồng và sắt chứa trong gan heo có thể oxy hóa vitamin C thành axit dehydroascorbic và làm mất giá trị dinh dưỡng của cà chua. Vì thế, nếu muốn hấp thụ được toàn bộ hàm lượng vitamin C trong cà chua, bạn không nên nấu chung với gan. 6. Cà chua và khoai tây. Khoai tây sản xuất một lượng lớn axit clohydric trong đường tiêu hóa của cơ thể. Cà chua thì tạo ra một chất kết tủa không tan trong môi trường axit mạnh. Do đó, nếu kết hợp cà chua với khoai tây, có thể gây ra chứng khó tiêu. 7. Không ăn cà chua kèm rượu bia. Sử dụng cà chua kèm rượu bia sẽ gây ra bệnh khó tiêu hóa trong dịch dạ dày, bởi trong cà chua có chứa hàm lượng axit tannic dễ gây tắc nghẽn đường ruột nên cần tránh sử dụng cùng các loại thực phẩm có nhiệt lượng cao. Các loại thức ăn có nhiệt lượng cao khi kết hợp cùng cà chua sẽ làm tăng hàm lượng calo hấp thụ vào cơ thể và gây tăng cân. 8. Không nên nấu cà chua với tôm. Tôm là thực phẩm giúp bổ thận Tráng Dương, có tác dụng phòng trị rất nhiều đối với bệnh thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh, đau lưng mỏi gối, tứ chi mệt mỏi, thiếu sữa sau khi sanh, lở da, mụn độc, v.v. Nếu ăn chung tôm với cà chua sẽ sinh ra hợp chất enzyme hay còn gọi là thạch tín rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, những lợi ích của cà chua đối với cơ thể là không thể phủ nhận. Cà chua được xem như một thức ăn giàu chất dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Đồng thời nó cũng là thực phẩm dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Trong cà chua có chứa lượng dinh dưỡng vô cùng dồi dào như vitamin A thiên nhiên. Trung bình chỉ cần 100g cà chua chín còn tươi sẽ đáp ứng được 13% nhu cầu hàng ngày về vitamin A, các vitamin B6, vitamin C, còn có các vitamin B1, B2, PP, vân vân. Ngoài ra, cà chua cung cấp cho cơ thể rất nhiều khoáng chất vi lượng bao gồm canxi, sắt, kali, phosphor, magnesium, lưu huỳnh, niket, copet, iốt, các axit hữu cơ dưới dạng muối citrat và tùy theo môi trường trồng, chất lycopene hay còn gọi là chất chống oxy hóa có rất nhiều trong cà chua, là nguồn thực phẩm tuyệt vời giúp cơ thể chống lại bệnh ung thư và một số loại bệnh khác. Một ly nước ép cà chua mỗi ngày là sự bổ sung hoàn hảo cho làn da của các chị em phụ nữ. Vậy, những người nào không nên ăn cà chua? Sức khỏe tự nhiên xin mời các bạn theo dõi tiếp video sau đây nhé. Người mắc bệnh khớp. Ăn quá nhiều cà chua có thể gây đau khớp vì cà chua có một chất kiềm gọi là selenin. Chất này tích tụ canxi trong các mô. Khi việc tích tụ canxi quá nhiều sẽ dẫn đến viêm, đau và sưng ở khớp. Người đang đói bụng. Trong cà chua chứa rất ít calo, giàu chất xơ, giàu vitamin. Vì thế ăn cà chua lúc đói dễ dàng làm bạn cảm thấy no và không ăn được những thức ăn khác. Người bị bệnh sỏi mật. Do cà chua có lượng axit hữu cơ tương đối lớn và có thể gây ra co thắt túi mật, tính bình, nên người bị bệnh sỏi mật không nên sử dụng những bài thuốc làm từ cà chua, mặc cho nó có nhiều tác dụng như thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, tăng tân dịch, chống khát nước, giúp thông tiểu tiện và tiêu hóa tốt. Người bị bệnh viêm dạ dày. Người bệnh viêm dạ dày, bệnh đại tràng cấp tính không nên ăn cà chua khi đang bị viêm dạ dày, hoặc bệnh đại tràng cấp tính sẽ khiến cho bệnh trở nên nặng hơn. Những người bị bệnh tự nhiễm. Cà chua là một phần của một nhóm thực vật được gọi là nitidơ. Các alkaloid có thể làm nặng thêm tình trạng viêm trong cơ thể. Điều này đặc biệt xấu đối với những người mắc các bệnh tự nhiễm. Do đó, nếu mắc hội chứng này, bạn nên loại bỏ cà chua khỏi chế độ ăn uống hàng ngày. Những người bị thận. Cà chua không chỉ gây hiện tượng tích tụ canxi trong cơ thể, mà còn giàu chất ascorbic, một chất không được chuyển hóa dễ dàng khi tiêu thụ quá mức, và nó có thể dẫn đến sỏi thận. Cà chua cũng rất giàu kali, có thể làm giảm chức năng thận. Nếu bạn đã bị các vấn đề về thận, hãy chú ý khi ăn cà chua. Những người hay bị dị ứng. Cà chua chứa một hợp chất gọi là histamine, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại vi khuẩn, virus. Điều này thường xuất hiện dưới dạng các phản ứng dị ứng như phát ban và sưng lưỡi. Đối với những người đã được chẩn đoán là dị ứng với cà chua, những triệu chứng đó có thể làm nghiêm trọng hơn. Người bị bệnh gút. Lượng purin nhỏ có trong cà chua là không hề tốt với những người bị bệnh gút. Do đó, nếu muốn ăn cà chua, bạn cần thận trọng và đến thầy thuốc chuyên khoa để được tư vấn. Người đang uống thuốc đông máu. Trong cà chua có chứa vitamin K gây tác động lên thuốc chống đông máu. Cho nên, ăn cà chua trong thời điểm này sẽ không tốt cho người bệnh. Người bị hội chứng ruột kích thích. Nếu bạn bị hội chứng ruột kích thích thì không nên ăn cà chua vì chúng có thể gây tiêu chảy, chuột rút, đầy hơi và táo bón. Gây hội chứng đổi màu da. Lycopene là một loại sắc tố có trong cà chua và các loại thực phẩm khác. Khi được tiêu thụ với số lượng phù hợp, chất này rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, nếu bạn ăn quá nhiều cà chua sẽ gây hiện tượng đổi màu da được gọi là lycopene odemia. Bạn có thể bị các vấn đề về tiết niệu. Thực phẩm có nhiều axit như cà chua có thể gây kích thích bàng quang. Nếu bạn mắc các bệnh về đường tiết niệu thì nên hạn chế ăn loại thực phẩm này. Ngoài ra, khi ăn cà chua cũng nên chú ý đến những điều sau. Lá cà chua có thể gây độc. Bạn cần hết sức cẩn thận với lá cà chua vì chúng không an toàn khi ăn nhiều. Nếu tiêu thụ nhiều lá cà chua thì có thể dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng và thậm chí là tử vong. Ăn cà chua xanh. Cà chua chưa chín có chứa số lượng lớn alkaloid, dễ gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh như buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi, v.v. có thể đe dọa tính mạng. Không ăn cà chua để giảm cân. Chất pectin và nhựa phenolic chứa nhiều trong cà chua. Khi bạn ăn cà chua vào những lúc đói, những chất này có thể phản ứng với axit, ảnh hưởng lớn đến dạ dày. Dạ dày tiêu thụ những chất này có thể gây nên tình trạng nôn mửa, đau bụng. Chính vì vậy, bạn không nên ăn cà chua trong khi đói. Nhất là đối với những trường hợp giảm béo với cà chua, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng. Không dùng cà chua nấu chín để lâu. Khi bạn sử dụng cà chua đã bị nấu chín kỹ hoặc để trong thời gian dài, dinh dưỡng và hương vị sẽ bị mất đi. Bên cạnh đó, nếu bạn ăn phải cà chua không còn chất dinh dưỡng, có thể gây nên tình trạng ngộ độc thực phẩm, không tốt cho sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Không nên ăn nhiều hạt cà chua. Hạt cà chua không hề được tiêu hóa khi hấp thụ vào dạ dày của chúng ta. Nếu chúng ta ăn quá nhiều trong quá trình vận chuyển thức ăn của đường ruột, hạt cà chua có thể lọt vào ruột thừa, dễ gây viêm ruột thừa. Không chế biến cà chua bằng nồi nhôm, hạt gan. Hầu hết chảo và nồi được sử dụng để chế biến các món ăn được làm bằng nhôm và gan. Khi chế biến cà chua thì tránh sử dụng nồi và chảo làm bằng hai chất liệu kể trên, bởi axit trong cà chua sẽ sinh ra phản ứng hóa học với nhôm hoặc gan, từ đó làm cho món ăn bị giảm hương vị và mất đi dưỡng chất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.